Xin chào các bạn Các bạn cũng đã biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài nào Cuối cùng thì Bitcoin cũng đã hoa bình xong hôm nay Và thực ra đây là một cái sự kiện mà chúng ta đã nói tới trên channel này gần như là 3 năm qua Và các bạn thấy được là Bitcoin hoa là một sự kiện mà chỉ có khoảng chừng là mỗi 4 năm Và thực ra ngày hôm nay chúng ta có thể coi như là một cái ngày mà ăn mừng Chính sách tiền tệ mở của Bitcoin Các bạn thấy được là Bitcoin là một loại tiền tệ mà có cái phần trăm lạm phát giảm theo thời gian mỗi 4 năm thì cái số lượng Bitcoin được đào ra càng ngày càng ít đi và mỗi 4 năm lại ít đi phân nửa và bắt đầu từ cái khối 630.000 thì một lóc đào ra được bây giờ chỉ còn có 6,25 đồng BTC là được ra đời Cái sự ra đời của Bitcoin không như là tiền tệ thông thường các bạn không biết được là khi nào thì chính phủ hay là ngân hàng trung ương mới in tiền Bitcoin các bạn hoàn toàn có thể tính được dựa theo toán học và bắt đầu ngày hôm nay các bạn thấy là chỉ có 6,25 đồng Bitcoin được ra đời mỗi một lốc Và các bạn nhìn vào thì cái đợt halving ngày kế tiếp bây giờ đồng hồ đếm ngược Ở trên BitcoinBlockHub.com đã điều chỉnh lại và cái ngày halving kế tiếp bây giờ chuẩn đoán là còn 1 458 ngày nữa Có nghĩa là ngày 9 tháng 5 năm 2024 Đây chính là cái ngày chuẩn đoán của Bitcoin halving kế tiếp nhưng mà hôm nay thì trước hết thường sẽ muốn cập nhật với các bạn À, những gì mà đã xảy ra ở cái thời điểm Bitcoin haven và hôm nay thì tình hình như thế nào các bạn thấy được hôm nay là ngày 11 tây tháng 5 năm 2020 là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ và thông thường thì chúng ta bắt đầu nói tới những tài liệu liên quan tới thị trường tài chính nói chung nhưng mà hôm nay chúng ta cũng sẽ chỉ chú tâm vào Bitcoin haven và thứ nhì nữa là chúng ta cũng đã biết được là cái giá Bitcoin haven là bao nhiêu thì bây giờ chúng ta lại sẽ cập nhật những cái dự đoán giá trong cái đợt tăng trưởng kế tiếp là sẽ cao tới cái mức nào đó là thứ hai mà chúng ta sẽ nói tới và cái điều thứ ba tôi muốn cập nhật với các bạn đó chính là cập nhật những cái tài liệu liên quan tới cuộc phỏng vấn của Paul Tudor Jones. Hôm qua thì đã chia sẻ là hôm nay thì Paul Tudor Jones được mời lên trên đài CNBC để mà chia sẻ về tại sao mà Paul Tudor Jones một người mà trước đây có nhiều nghi ngờ về Bitcoin nhưng mà bây giờ ông ta lại đầu tư một số lượng tiền vào trong thị trường Bitcoin này. Đây chính là ba điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà muốn theo dõi thuận capital trên các mạng xã hội các bạn có thể đi vào trang web thuận capital com sau đó bấm vào giới thiệu các bạn sẽ thấy được những cái link của các mạng xã hội như là facebook telegram và twitter và những bạn nào mà muốn giao dịch crypto mà đang tìm kiếm những cái sàn giao dịch thì các bạn có thể tham gia thuận capital com pages slash sàn giao dịch link nằm ở dưới video này để các bạn có thể tìm hiểu một số sàn như là sàn margin snapx hay là bybit hay là trade or coin với lại sàn binance hay là các bạn có thể mua và bán crypto sử dụng sàn coinbase nếu như các bạn là một người sống ở hoa kỳ đương nhiên nếu như các bạn muốn tham gia sàn margin thì các bạn chỉ nên tham gia nếu như các bạn là một trader có kinh nghiệm Tôi không khuyến khích như bạn mới tham gia vào chơi margin Tại vì chơi margin có nhiều nguy hiểm Thì đầu tiên chúng ta hãy nói tới là những gì đã xảy ra hồi sáng này trước khi mà Harvin Thì các bạn thấy là Thuận đăng rất nhiều bài viết ở trên Facebook, và trên Twitter À, ờ, những người nào mà theo dõi thì cũng đã biết là từ cái lốc là 629.987 Có nghĩa là còn 13 lốc nữa là sẽ Harvin Nghĩa là lúc đó là còn khoảng chừng là 2 tiếng nữa là Harvin Thì Thuận đã đăng rất nhiều những cái tài liệu liên quan tới cái sự kiện này Thì các bạn thấy rất rõ ràng là Harvin năm nay đã tới sớm hơn dự đoán So với là ngày hôm qua, những người nào mà đã xem video thì cũng đã nhớ là ngày hôm qua chúng ta chẩn đoán là Bitcoin Harvest là khoảng chừng là 23 giờ chiều giờ Cali có nghĩa là khoảng chừng là 5 giờ sáng giờ ở Việt Nam nhưng mà đã tới sớm hơn khoảng chừng là 3 tiếng thì trong cái thời gian từ lúc mà thượng đăng bài viết đầu tiên trên đây khoảng 10 tiếng đồng hồ thì lúc đó các bạn thấy đã có rất nhiều những cái livestream và một trong những livestream mà có nhiều người tham gia nhất đó chính là livestream của Tom các bạn thấy được là trên livestream này đã có rất nhiều những youtuber nổi tiếng cũng như là những người mà nổi tiếng ở trong thị trường crypto đã tham gia và lúc mình thường chụp cái hình này các bạn thấy là có 6.918 người đã tham gia nhưng mà cái lúc mà giờ cao điểm trước Hà Vinh khoảng chừng là nửa tiếng thì trên cái livestream này đã có hầu như là hơn 12.000 người tham gia cùng một lúc thì các bạn thấy được là đây là một cái livestream mà rất là sôi động và các bạn có thể nhận thấy được một số những khu vực quen thuộc như là Tonvay chúng ta không nói tới nhiều bạn như bạn nào mà đã tham gia thị trường này hơn 3 năm qua thì chắc cũng đã nhớ Bobby Lee. Bobby Lee là anh của Charlie Lee. Charlie Lee là người mà đã sáng tạo ra đồng Litecoin và Bobby Lee là anh của Charlie Lee và trước đây Bobby Lee là chủ của một sàn gọi là sàn BTCC là sàn mà rất là lớn ở Trung Quốc cho đến là năm 2017 hồi tháng 9 thì sau đó Bobby Lee mới phải đóng sàn tại vì lúc đó là Trung Quốc không cho kinh doanh sàn nữa thì đây chính là Bobby Lee cũng đã lâu rồi thì không có thấy Bobby Lee tham gia những cái sự kiện ngoại trừ những người này ra các bạn thấy là có Jimmy Song có Willy Wu có Carol Kudamun và Matt Kaiser đây là những người mà có thể là các bạn đã nhận ra thì sau đó các bạn thấy là ba cái lóc cuối cùng thì tốn khá nhiều thời gian ba lóc cuối cùng là thường thấy là hầu như là 10 5 12 chục phút thì mới đào thành một lóc thành công. Nhưng mà cuối cùng thì Bitcoin Haven cũng đã đến và các bạn thấy được là cái lốc 630.000. Lốc đó đã xảy ra vào khoảng chừng là 12 giờ 30 trưa giờ Cali, có nghĩa là 2 giờ rưỡi sáng. Và cái lốc 629.999 đó chính là cái lốc cuối cùng mà có thể đào được 12,5 đồng BTC và cái lốc 630.000 là chỉ đào được 6,25 đồng BTC và cái giá halving lúc mà thường chụp lại cái hình này ở trên blockchain.com thì các bạn thấy là cái giá của Bitcoin lúc mà halving là 8.536 đô và 64 cent thì cái giá này sẽ ảnh hưởng tới những cái chuẩn đoán sau này là Bitcoin cái đợt tăng trưởng kế tiếp này có thể tăng tới cái mức nào chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà cái giá này thì các bạn thấy được là so với lại cái giá ngày hôm qua thì không có mấy cái sự thay đổi các bạn thấy được là cái giá ngày hôm nay bây giờ ở mức là 8666 lúc một làm cái video này thì hôm qua cũng tương tự các bạn thấy là vẫn xoay quanh cái mức là 8 rưỡi tới 8 bảy Nhưng mà nào mà đã xem video ngày hôm qua thì cũng đã biết là chúng ta không có một cái hy vọng nào là hôm nay sẽ có cái sự đột phá ở trong giá cả. Phần lớn mọi người đều nghĩ là giá sẽ đi hàng ngang, thậm chí là có thể đi xuống. Và các bạn thấy được là cái giá halving ngày hôm nay đã không có nhiều sự thay đổi so với ngày hôm qua. Thì các bạn thấy là halving là một cái hiện tượng mới rất sôi động. Nhưng mà về mặt giá cả thì giá cả của ngày halving so với hai đợt trước đây là không có sôi động. Tại vì những cái sôi động đã xảy ra trước ngày Harvin thì sau khi Harvin chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái tài liệu mà mình nghĩ là nhiều bạn quan tâm tới. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào hash rate có nghĩa là tốc độ đào trên một lưới Bitcoin thì chúng ta lên trên trang blockchain.com và nhìn vào cái tốc độ đào trong 30 ngày qua thì các bạn thấy được là hôm nay sau khi mà Harvin thì chúng ta không thấy có cái sự thay đổi nào gọi là lớn so với lại cái tốc độ đào trên lượng bitcoin có nghĩa là bây giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào là các miner những thời đào đột ngột bỏ cuộc cho bạn thấy là cái tốc độ đào vẫn giữ dần giống như là ngày hôm qua và chúng ta nhìn vào độ khó đào thì bây giờ các bạn thấy là ngược lại với nhiều sự suy nghĩ là cái tốc độ đào hôm nay có thể giảm xuống và độ khó đào sẽ điều chỉnh đi xuống. Ngược lại các bạn thấy được là độ khó đào bây giờ là sẽ điều chỉnh lại khoảng chừng là 6 ngày và 9 giờ. Nhưng mà sẽ điều chỉnh tăng lên 4% tại vì cho tới bây giờ chúng ta không thấy tốc độ đào đi xuống mà còn là đi lên. Cho nên nếu cứ tiếp tục thì 6 ngày nữa mạng lưới Bitcoin lại càng sẽ khó đào hơn. Điều này thường nghĩ là ít ra trong ngày hôm nay cũng làm cho ít bạn có cái sự lo lắng về việc là lỡ như mà cái thể nào bỏ cuộc thì ra sao cho đến bây giờ Harvin đã xong khoảng chừng là 8 tiếng đồng hồ nhưng mà chúng ta cũng không có thấy cái sự thay đổi đáng kể về tốc độ đào kế tiếp thì các bạn thấy được là bây giờ cũng không có nhiều những tài liệu là nhiều cá voi đang có ý định tiếp tục bán khi chúng ta nhìn vào well alert thì các bạn thấy được là có một số những cái well alert lớn liên quan tới Bitcoin như là chúng ta nhìn vào những cái well alert cái đây vài tiếng đồng hồ cái đây 4 tiếng thì các bạn có hai cái well alert là có 1.714 đồng BTC được di chuyển nhưng mà di chuyển là từ sàn trở về ví chứ không phải là ngược lại và các bạn thấy được là cái đây 5 tiếng thì có 2.000 BTC được di chuyển từ sàn Coinbase trở về ví chứ không phải là ngược lại có nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn không có những cái dấu hiệu là những cái cá voi lớn đang đem tiền lên sàn để mà bán nhưng mà ngược lại chúng ta có thể nhìn vào tài liệu này mà đưa ra những cái giả thuyết như là có thể là những cá voi đã đưa tiền từ sàn trở về ví cá nhân của mình để mà lưu trữ lâu dài và đó là như mà chúng ta đã thấy được trong ngày hai bên hôm nay bây giờ chúng ta hãy chuyển qua một đề tài khác mà nói tới là bây giờ chúng ta đã biết được là giá ngày hai là bao nhiêu thì so với những chuẩn đoán giá cách đây một năm hồi hè năm 2019 thì như thế nào các bạn thấy được là đây là một cái màn hình mà rất là quen thuộc cho những người nào mà đã từng xem video 371 thì các bạn thấy được là lúc đó thì Harvin chuẩn đó là ngày 22 tới tháng 5 tại vì các bạn thấy được là Harvin không tính theo thời gian mà tính theo đào một lốc là nhanh hay là chậm cho nên Harvin lần này đã tới sớm hơn 11 ngày ngày 11 tháng 5 này đã Harvin từ ngày hôm nay thì cái giá mà chẩn đoán Vinh trước đây là dựa theo cái giá một năm trước đó có nghĩa là ngày 22 tháng 5 năm 2019 thì lúc đó cái giá ngày Harvin chẩn đoán là 9.046 thì so với lại cái giá Harvin hôm nay là 8.536 có nghĩa là cái sự khác biệt trên lệch giữa chẩn đoán và hiện thực là trên lệch 9% nhưng mà các bạn thấy được là tại vì Harvin đến sớm hơn thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái ngày giá một năm trước như là một bạn đã comment ở phía dưới cái Facebook của Thuận nói là phải điều chỉnh lại là ngày 11 tây tháng 5 chứ không phải là ngày 22 tây tháng 5 năm 2019. Thì cái giá ngày 11 tây tháng 5 lúc đó là 7 7201 và nhân cho cái tỷ lệ chúng ta chuẩn đoán là 1,23 có nghĩa là ngày Harvin ngày hôm nay ngày 11 tây tính theo cái giá điều chỉnh lại là 8.857 so với cái giá ha Vinh là 8.536 thì trên lệch 3,5% tuy là thì vẫn trên lệch nhưng mà trên lệch thấp hơn dù sao đây nữa đây cũng là chuyện đã xảy ra chúng ta sẽ không quan tâm đến những gì xảy ra trong quá khứ mà chúng ta sẽ nói tới là tương lai sẽ ra sao thì các bạn thấy được là cái giá ngày ha hôm nay là 8.536 thì so với cái tỷ lệ tăng trưởng của đợt cao sau Harvin kế tiếp là 10,73 có nghĩa là chẩn đoán dựa theo những tài liệu lịch sử trước đây nhưng mà nào mà muốn biết thêm về tại sao lại có những cái tỷ lệ này thì các bạn phải xem video 371 thường đã đăng hồi hè năm 2019 các bạn mới hiểu rõ hơn về cái tính này. Nhưng mà chẩn đoán bây giờ thì dựa theo cái giá Haven chính thức là 8536 thì cái giá cao mới chẩn đoán trong mà được tăng trưởng kia này là khoảng 91 591 nhưng mà kỳ này thường sẽ thay đổi một chút tại vì các bạn thấy được là mỗi một havin thì chúng ta sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm thì thường sẽ thay đổi lại là chúng ta phải tính giả sử như là có 10% trên lệch thì nếu như mà 10% là thường tính sai thì có thể là cái giá của cái đợt tăng trưởng kế tiếp là khoảng chừng 82 432 cho đến 100.750 đô la trong một đồng Bitcoin vào năm 2022 thì chúng ta sẽ trở lại và nhìn vào cái tài liệu này rất nhiều lần sau này từ đây cho đến năm 2022 là chúng ta còn khoảng 2 năm nữa và thường đã từng chia sẻ với các bạn là trong thời gian tới đây khoảng chừng là hai ba tuần tới đây là chúng ta hoàn toàn có thể là thấy giá cả đi hàng ngang hoặc là đi xuống thường thường thì giá cả sẽ điều chỉnh lại và lại tiếp tục cái mùa tăng trưởng mới từ 6 cho tới 12 tháng sau cái ngày Harvin có nghĩa là Harvin tháng 5 thì khoảng chừng là tháng 11 năm 2020 này chúng ta mới bắt đầu thấy cái sự tăng trưởng kế tiếp của Bitcoin đó là một điều mà đã xảy ra đối với hai đợt Harvin trước đây tuy nhiên Chúng ta có rất ít tài liệu, các bạn thấy được là tất cả những gì mà chúng ta mới vừa nói tới chỉ dựa theo tài liệu của hai đợt Harvin thực sự là không đủ tài liệu để đưa ra những cái xác định là tương lai giá cả sẽ ra sao và không ai biết được tương lai đây chỉ là những cái tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn tham khảo dựa theo những gì mà đã xảy ra hai đợt Harvard trước đây bây giờ chúng ta hãy nói tới cái tin tức cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tài liệu liên quan tới Paul Tudor Jones với lại đài CNBC ngày hôm nay tại vì hôm qua chúng ta đã nói là Paul Tudor Jones đã bắt đầu tham gia vào thị trường Bitcoin và hôm nay đã được mời lên trên đài CNBC để mà chia sẻ về lý do tại sao mà tỷ phú Paul Tudor Jones lại tham gia vào chuyện Bitcoin này. Tại vì như bạn có biết là Paul Tudor Jones là một trong những nhà đầu tư vĩ mô và nhiều người coi Paul Tudor Jones là một cái nhà trader kinh tế vĩ mô mà giỏi nhất trong cái thời điểm hiện tại. Và Paul Tudor Jones là một tỷ phú và chạy một cái hedge fund mà được nhiều người tôn trọng. Cho nên Paul Tudor Jones đi vào thị trường Bitcoin là một cái tài liệu, một cái tin tức mà rất đáng quan tâm tới, tại vì trước đây Paul Tudor Jones có nhiều cái sự nghi ngờ về Bitcoin, nhưng mà gần đây thì lại ra thông báo là ông ta bây giờ trong cái quỹ đầu tư đã sở hữu gần như là 2% của cái số tiền trong quỹ đó là đầu tư vào trong Bitcoin. Thì bây giờ nhiều người đang suy nghĩ là tại sao Paul Tudor Jones lại thay đổi suy nghĩ của mình và lại tham gia vào Bitcoin? tại vì trước đây ông ta không hứng thú nhiều đối với thị trường bitcoin này thì trong cuộc interview này tôi nghĩ là đã giải thích được rất nhiều những gì mà paul tudor jones đã suy nghĩ và những điều này sẽ rất quan trọng đối với cái giá trị vị trí của bitcoin tương lai trong cái thị trường tài chính truyền thống nhất là đối với những cái quỹ đầu tư thì các bạn thấy được là paul tudor jones đầu tư nói tới là Chúng ta có thể đang nhìn thấy một cái tài sản lưu trữ giá trị lâu dài đang được hình thành và cái tài sản này người ta nói tới đó chính là Bitcoin. Thì như thùng mới vừa nói tới là Paul Tudor Jones đã thú nhận là trong cái quỹ đầu tư hedge Fund của ông ta là bây giờ nắm giữ là hơn 1% gần như là 2% của cái số lượng tiền đầu tư là đầu tư vào Bitcoin nhưng mà ta không nói rõ là cái số tiền đó là bao nhiêu nhưng mà một tới hai phần trăm cho một cái quỹ đầu tư hedge fund lớn thì các bạn cũng có thể tưởng tượng được là con số sẽ không có nhỏ và tuy là Paul Tudor Jones nói là Bitcoin ông ta coi như là có cái khả năng trở thành một tài sản lưu trữ giá trị lâu dài nhưng mà Bitcoin thì không giống như là vàng vàng đã có những cái lịch sử lâu đời Bitcoin chỉ có lịch sử 11 năm Nhưng mà Paul Tudor Jones cũng nói là Mỗi một ngày mà Bitcoin sống sót và tiếp tục Thì mỗi một ngày Bitcoin sẽ càng mạnh hơn Mỗi một ngày cái sự tin tưởng của mọi người vào mạng lưới Bitcoin sẽ càng tăng lên Có nghĩa là bây giờ có thể là Paul Tudor Jones chưa có coi Bitcoin như là vàng Nhưng mà ông ta thấy là tiềm năng là có và thứ nhì nữa là mỗi một ngày mà Bitcoin tiếp tục phát triển thì mỗi một ngày lòng tin của Paul Tudor Jones sẽ càng mạnh hơn về phía thị trường này. Và Paul Tudor Jones gọi Bitcoin là một cái great speculation Có nghĩa là một cái công cụ đầu cơ tốt Có nghĩa là Paul Tudor Jones không biết được là tương lai sẽ ra sao Nhưng mà ông ta có cái sự suy nghĩ là Bitcoin có thể là một mảng đầu tư Mà tuy là lưu trữ số lượng nhỏ trong cái tổng chuyên mục đầu tư của công ty Nhưng mà cái số lượng nhỏ Bitcoin mà ông ta lưu trữ đó có thể là trong vòng vài năm tới đây sẽ có cái sự tăng trưởng về mặt giá cả mạnh hơn tất cả những mục đầu tư còn lại như là trái phiếu, như là vàng, như là bất động sản, như là cổ phiếu. Bitcoin, Paul Tudor Jones nghĩ là có cơ hội trở thành một mảng đầu tư mà có lợi nhuận cao nhất trong thời gian tới đây. Và ông ta thường đề cập tới là Bitcoin như là vàng năm 1790. Các bạn nhìn vào tài liệu trước đây thì vàng năm 1790 là dựa theo trang web onlygo.com là khoảng 38 đô 90 cent cho một ounce vàng. Các bạn thấy được là năm 1970 cho đến năm 1974 thì giá vàng đã tăng vọt lên tới 183 đô 77 cent. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian 4 năm này vàng đã tăng trưởng gần như là 5 lần. Chúng ta không nói tới là bây giờ vàng là giá bao nhiêu. Các bạn thấy được là năm 2020 này giá vàng bây giờ là một ounce vàng. Giao dịch trên hợp đồng tương lai là khoảng 1720 thì các bạn thấy được là cái giá vàng có sự tăng trưởng rất mạnh trong vòng 4 năm từ năm 1970 đến 1974. Mà nếu như là Paul Tudor Jones nghĩ là Bitcoin sẽ có sự tăng trưởng như là vàng năm 1970, có nghĩa là ông ta có lòng tin là Bitcoin có thể tăng trưởng gần như là 5 lần với giá hiện tại thì giá hiện tại là 8.800 đô thì nhân lên 5 lần các bạn cũng đã thấy được là cái giá khoảng chừng là 40-45.000 tới đô cho một đồng BTC thì đó tóm lại là Paul Tudor Jones có cách nhìn rất là lạc quan về tương lai của bitcoin và so sánh là bitcoin có khả năng chưa phải là vàng nhưng mà có khả năng là trở thành một tài sản như là vàng nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phải cần thời gian để mà chứng minh được điều này nhưng mà cái điều quan trọng hơn ở đây các bạn cần nên biết là những cái quỹ đầu tư ở trên phố Wall Những quỹ đầu tư này là liên tục cạnh tranh với nhau Các bạn thấy được là cái nguồn tiền đầu tư thì cũng chỉ là bao nhiêu đó Một người mà bỏ một triệu đô đầu tư vào cái quỹ này Có nghĩa là một triệu đô đó là không còn để đầu tư vào một cái quỹ khác Cho nên các quỹ đầu tư thì luôn liên tục cạnh tranh với nhau Để có thể chứng minh được cái quỹ đầu tư của mình là quỹ đầu tư mà có lợi nhuận cao nhất Thì các bạn thấy được là nếu như mà cái quỹ đầu tư của Paul Tudor Jones là một quỹ đầu tư mà vì bitcoin có thể là hai năm sau vì bitcoin mà quỹ đầu tư của Paul Tudor Jones đã có thể là chiến thắng trong mọi cuộc cạnh tranh này đã chứng minh được là một quỹ đầu tư mà có lợi nhuận cao hơn những quỹ đầu tư còn lại thì các bạn nghĩ là lúc đó các quỹ đầu tư còn lại có muốn mua bitcoin hay là không? Tôi nghĩ là những quỹ đầu tư bây giờ nếu như mà không suy nghĩ là bỏ một phần nhỏ cái tiền đầu tư của mình để mà lưu trữ bitcoin chỉ là nếu như lỡ như mà Bitcoin này sự tăng trưởng thì ít ra cũng còn có được một phần lợi nhuận. tôi nghĩ đó là một điều mà các nhà đầu tư lớn phải suy nghĩ tới. Tại vì nếu như mà Paul Tudor Jones sống đúng thì những quy đầu tư kia sẽ không cạnh tranh lại. Cho nên về mặt bảo hiểm để được an toàn. Tôi nghĩ là cái điều mà có trách nhiệm hơn là những quỹ đầu tư đó cần phải xem xét kỹ lại cái mảng đầu tư Bitcoin này để đưa Bitcoin vào một phần của quỹ đầu tư của họ. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và cuối cùng, chúng ta cũng đã xong cái hiện tượng Bitcoin Haven mà đã được nói tới rất nhiều trong một năm qua. Trong tương lai, chúng ta lại còn sẽ nói thêm rất nhiều điều khác về thị trường crypto trong năm 2020 này. Và ngày mai thì Thuận sẽ cập nhật một số những cái tài liệu cũng như là phân tích về thị trường tài chính cũng như thường ngày. Tại vì Thuận biết cũng có rất nhiều bạn quan tâm tới thị trường tài chính nói chung. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này. Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit. Tham gia sàn X bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công, thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí thông qua Telegram. Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao. Nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống. Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận. Nhưng mà chơi margin không phù hợp như những bạn mới, chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance, tham gia thông qua link của Thuận Capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch, sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn. Ba sàn này, Starbucks, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế. Nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ, các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này. Và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn